Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một sản phẩm, đó được gọi là cốc Nguyệt San Bio Cup. Cốc Nguyệt San Bio Cup này thì là đã được rất là nhiều người dùng rồi, và thực ra là mình mua nó vì mình rất thích là diễn viên Hồng Diễm và diễn viên Lương Thanh, hai cái người này đã quảng cáo cho cái cốc Nguyệt San Bio Cup này. Và hôm nay thì mình sẽ đập hộp nó ra và mình sẽ mở hộp nó ra xem có gì hay và cốc Nguyệt San này trông nó sẽ như thế nào nhé. Đào, đây. Đây, thì cốc Nguyệt San này đợt mình mua thì nó tặng cho mình một cái vòng bạc này. Tuy nhiên thì cái vòng bạc này mình không thích lắm, mình không quan tâm nó lắm. Chủ yếu là mình quan tâm đến cái 40 thứ cho có trong cái hộp này thôi. Thứ nhất là cái cốc Nguyệt San này. Cốc Nguyệt San đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, trông rất là mềm, vì nó làm bằng chất liệu là silicone y tế, rất là mềm. Các bạn có thể nhìn kỹ này, cuốn cốc cũng không quá dài, cũng bình thường. Đó, tiếp theo là cái túi đựng. Cái túi đựng cũng rất là trông là cũng sang, xịn, mịn, trông cũng rất là đẹp, mà mình cũng khá thích màu xanh này. Tiếp theo là nó bao gồm một cái nước rửa, cái gel rửa cái cốc Nguyệt San này 65ml. Khi mình mua cái cốc Nguyệt San này thì được tặng kèm cùng với lại cái nước rửa này, cái gel vệ sinh này. Mình nghĩ đối với cái chai này, nếu mà mình rửa tiết kiệm thì chắc được tầm 3-4 tháng. Còn nếu mà các bạn rửa thường xuyên, à không, tại sao lại 3-4 tháng nhỉ? Vì thực ra là cả năm mình có khi mới dùng hết cái này. Vì là mỗi tháng thì mình chỉ bị có một lần, và mỗi lần rửa thì chỉ bỏ tí tí thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mình nghĩ là nếu mình dùng thì ok, dùng được cả năm. Cái thứ hai đó là cái quyển hướng dẫn cách sử dụng cốc Nguyệt San này. Đó, có quyển hướng dẫn như thế này, rất là nhiều tờ hướng dẫn bên trong. Đó, mới đầu khi mình nhận cái hộp này thì mình cảm thấy là cái hộp này rất là màu sắc thì rất là trang nhã này. À, chữ in rất là sắc nét, bình thường thì mình không thích dùng hàng Việt Nam lắm. Tuy nhiên đối với cốc Nguyệt San này mình cảm thấy khá là ok, từ bao bì cho đến chất lượng sản phẩm bên trong. Và khi dùng cái cốc Nguyệt San này thì mình thấy cảm giác nó khá vừa với lại âm đạo của mình. Trong quyển sách hướng dẫn này thì họ có hướng dẫn là bốn cách để đưa cốc Nguyệt San vào trong âm đạo. Đây, cách gấp hình số 7, hình chữ V và cốc hình chữ C. Tuy nhiên thì theo cá nhân mình thì mình thích nhất là cái kiểu gấp như thế này. Đó, mình sẽ cho hầu như là cái cốc nó vào trong, thì khi đút vào thì nó sẽ đút như thế này. Mình chỉ việc đút vào cô bé như thế này thôi, và mình cảm giác là đút như thế này thì sẽ đỡ đau hơn so với các kiểu đút còn lại. Đó, và khi dùng thì mình cảm giác là bình thường khi dùng băng vệ sinh ấy, thì cái máu kinh của mình ra thì nó cũng không ra nhiều. Thì mình dùng cốc Nguyệt San này với băng vệ sinh này thì mình thấy cái thời gian đi thay cốc Nguyệt San với thay băng vệ sinh thì là như nhau, chứ cũng không chứa được nhiều hơn. Tuy nhiên khi mình dùng cốc Nguyệt San này thì mình cảm giác thấy nó đỡ mùi hơn, đỡ bị viêm nhiễm hơn. Nó tuy nhiên khi mà mình đi thay ấy, thì mình phải có một bất lợi, đó là mình phải thò tay vào, mình rút cái cốc Nguyệt San ra. Thế nên là mình nhiều khi tay mình nó sẽ hơi dính tương ớt một chút. Thế nên là các bạn mà nếu mà đi thay ở trong nhà vệ sinh mà không có nước thì khá là bất tiện. Có dùng cốc Nguyệt San này thì phải đi thay ở những nơi nào mà có nước để các bạn rửa cốc Nguyệt San và rửa tay. Còn nếu mà không có thì dùng sẽ rất là khó chịu. Cái đợt mình mua nó thì là 499.000, từ 699.000 giảm xuống còn 499.000 và được tặng kèm theo một cái vòng bạc này. Tuy nhiên thì mình không thấy thích lắm. Thì bây giờ thì nó không tặng vòng bạc nữa, mà nó đang tặng một cái chai xịt rửa tay kháng khuẩn Lano ấy, thì mình thấy cũng khá là ok. Thì có thể các bạn có thể mua hàng cũng được. Đó, thì đây là toàn cảnh cái cốc Nguyệt San Bio Cup của mình. Còn link mua hàng thì mình để ở dưới phần mô tả ấy. Các bạn nếu mà cảm giác thích video này, các bạn hãy like và comment cho mình nhé. Và
cái công nghệ xanh này thì mình không đảm bảo với bạn rằng là có thể bạn mua ở chỗ mình là rẻ, nhưng mình cam đoan với bạn rằng là bạn mua ở phần link mô tả của mình thì chắc chắn sẽ là hàng thật và hàng chuẩn. Và khi các bạn mua hàng ở cái phần mô tả mình để dưới video ấy, thì các bạn sẽ kích vào trong một cái đường link trang web, và xong đấy họ yêu cầu các bạn để lại tên và số điện thoại. Thì các bạn hãy để lại tên và số điện thoại ở đấy thì sẽ được nhân viên tư vấn hoàn toàn miễn phí bạn nhé. Thì nếu mà các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy subscribe hoặc để lại bình luận cho mình nhé. Mình cảm ơn các bạn. Chào các bạn.